Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh dài thế không nhìn vào mắt em bảo anh đâm lệ, mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em, mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sao. Những chuyện buồn qua đi, xin em không nhắc lại. Anh ngu khờ vụng dài, em mơ mộng viển vông, đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi sống, đưa tình về cuối sông. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em, mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sầu. Những chuyện buồn qua đi, xin em không nhắc lại. Anh ngu khờ vụng dài, em mơ mộng viển vông, đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi sống, đưa tình về cuối sông. Với mộng đưa tình vào.
Thầy Bảo chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã nghe ca khúc Không Tên số 50 của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ca khúc này Lê Bảo xin được gửi đến chị Trinh. Cô chú anh chị và các bạn thấy mỗi khi trong lúc Lê Bảo hát hay đưa tay nhìn trán là bởi vì Lê Bảo rất là nóng, không dám mở quạt, không dám mở cái gì hết, cho nên mồ hôi rất là nhiều. Cô chú anh chị và các bạn thông cảm nhé. Xin hẹn và gặp lại ngày mai.